Tiếp tục ngày làm việc thứ 9, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự án luật điện ảnh sửa đổi. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Phiên họp này, đa số các đại biểu tán thành sự cần thiết của việc sửa đổi toàn diện luật điện ảnh để phù hợp với thực tiễn, tương thích với hệ thống pháp luật liên quan. Nhất là trong tình hình hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và mạng xã hội đã tác động làm thay đổi cả về quy trình, phương thức sản xuất, phát hành, phổ biến phim đến cách tiếp cận, thụ hưởng tác phẩm điện ảnh của người dân. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần thúc đẩy vận hành điện ảnh như một ngành kinh tế, cũng như cần có nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân loại phim chi tiết, minh bạch để các cơ sở sản xuất, phát hành, phổ biến phim có căn cứ tự kiểm duyệt và phân loại phim, quy định trách nhiệm của đơn vị phát hành, phổ biến phim trong việc cung cấp công cụ đo lường, kiểm duyệt tự động, cung cấp công cụ để người xem phản ánh nội dung vi phạm, quy định cụ thể các hành vi vi phạm để có căn cứ xử lý.